Dạ cảm ơn. Chắc bận này con kiếm cái giường con nằm tại đây con túc trực chờ mợ về quá. Sao ngày nào cũng vậy? Tới cái giấc này là mợ về vậy? Nói nhiều. Trời ơi, kiếm cái giường thiệt rồi. Trời ơi, cục cưng nè, cục cưng của bà nè. Ấm con nha, ấm con chút xíu nha. Ôi trời, trùng quá, trùng quá, trùng quá, trùng quá. Thấy thường quá à. Mẹ ơi, con muốn ấm nó. Không có được, mà nhỏ xíu như vậy rồi ấm rớt em sao hả? Tầm bậy tầm bạ không à. Phải không hả? Không sao, rớt con là sao? Em còn nhỏ lắm, mai mốt bé mai nữa để cho con ấm. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng có cho nhỏ đó đến gần thằng nhỏ. Có chuyện gì xảy ra là không biết tính sao à? Nghe chưa? Phải không con? Ôi trời ơi, nó nói chuyện nè. Ô chuông. Ủa má. Nè, cô đi cái kiểu gì mà suốt đêm bây giờ mới về vậy hả? Thì ở nhà này không ai nói chuyện với tôi thì tôi phải ra ngoài tôi giải khuây chứ. Má thấy ở nhà này có ai nói chuyện với tôi không? Trời đất ơi, trời ơi con nói vậy sao được hả? Con là gái đã có chồng rồi mà. Sao mà... Nè, má chưa nói xong mà. Thiệt tình cái con này à. Ê trời ơi, con. Nè, biết hôm nay con về má tự tay nấu canh chua cá kho tỏi cho con ăn nè. Đi vô hưng cơm con, đi đi đi. Ăn nha con. Vợ, má có cho con ăn thịt rồng cũng không ngon nữa. Gì vậy hả? Bên nhà chồng đối xử với con sao nữa rồi? Chồng á thì ghẻ lạnh. Đã như vậy á lại còn cãi nhau với bà má chồng. Còn thì con lại nó có con nữa đó. Con hỏi má thì sao con sống nổi với bên đó đây? Khổ một cái là bây giờ mày không sinh được con mới chết chứ. Thì bởi vậy con mới nói chứ. Không được. Nếu mà như vậy thì mình phải tìm cách chặn đầu má con nó lại. Má có cách hả? Mày nhìn mặt tao là mày biết tao có cách rồi chứ gì. Nè, bây giờ trước tiên là mày phải nói là mày có thai. Sao có thai được? Giả bộ bà ơi. Nhảy vô họng tao hoài à. Mày phải tìm cách mày giả bộ nói là mày có thai. Sau đó mày gài làm sao mà cho con lại nó hại mày để mày xảy thai. Nhưng nói vậy thì nói chứ ai nói không được. Nhưng mà nói là một chuyện, mà làm đây là một chuyện. Rồi bao nhiêu người dòm vô cô hỏi má, nhiều người ở nè, rồi thầy thuốc nè, rồi nói ai đâu tin. Đã vậy á, anh hay tránh. Có khi nào qua phòng con đâu, biểu sao con kêu có thai. Thì đã nói là để cho má tính, mấy cái chuyện đó má sẽ lo hết á. Mày yên tâm đi. Nè, bây giờ á, làm sao làm nghe chưa? Gài cái vụ con Lài nó biết mày có thai rồi, nó hại mày hư thai đó. Rồi á, thì tao sẽ chi thiệt là nhiều tiền để thầy thuốc khám mày. Sao cái vụ xảy thai đó là mày sẽ không bao giờ có con đường nữa. Đó, mày thấy không? Má tính như vậy là dẹn cả đôi đường. Vừa tống đi được cái quá khứ, mà vừa tống cổ được con Lài ra khỏi nhà. Nghe chưa? Hay quá má ơi, thủ đoạn của má thiệt là giả mang luôn á. Ê, mày chê tao hay mày khen tao gì mày? Cũng khen bộ. Sau khi uống thuốc này, thuốc sẽ có tác dụng ngay. Anh hãy tránh. Anh uống dây một ly được không? Em uống rượu sao? Thì anh hãy tránh uống dây một ly được không?
Thôi, em sai rồi. Để đưa em lên giường. Em chưa có sai. Anh uống với em một ly đi. Không lẽ tình nghĩa vợ chồng với nhau mà anh không thể nào uống với em một ly? Anh tiếc với em một ly rượu hay sao? Thôi em sai rồi, lên giường ngủ nhanh lên. Nhưng mà em chưa có sai. Thiệt tình thì em cũng muốn sai. Em chỉ sợ khi mình tỉnh dậy, gối đầu trên những nỗi niềm cô đơn của mình, anh thì chỉ biết có chị là, còn em thì anh không có quan tâm. Em buồn lắm. Để em uống hết ly này đi. Thôi được rồi, để tôi uống một ly với em. Một ly thôi nha. Đi, mình đi ngủ. Sao nóng quá chị ta? Không chịu. Vậy đi anh, anh lên giường nằm đi. Anh khó chịu anh lên giường nằm đi ha. Sao nóng quá chị? Ngồi ngoan ngủ nha con. Mận ơi, chuẩn bị đồ ăn. Dạ. Mời Dạ. Hôm nay tôi nghe đàn hát vui quá đi. Càng ly. Dạ. Dạ mời. Ăn uống tự nhiên đi. Dạ. Dạ. Anh uống mà thấy không ổn thì mình xin phép về trước. Không sao đâu. Ông chủ đang vui mà. Mình phải làm cho ông vui. Hay là Loan đi ra ngoài dạo một vòng đi. Để tôi nói chuyện với ông một chút. Xong rồi mình đi về. Dạ, tôi xin phép.
Mời. Nói thiệt với cậu nghe, cậu là người có phước lắm đó, có một cô vợ vừa tài giỏi lại hiền hậu như vậy. Cô ấy không phải là vợ của tôi. Cậu này, cậu đừng có giỡn nha. Tôi nói thiệt mà. Hai đứa tôi tuy là sống chung với nhau, nhưng mà không phải là vợ chồng. Tôi thật sự có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Cậu nói thiệt sao? Uống tiếp đi. Cạn. Dạ. Cậu ăn đi. Hôm nay cô tới đây làm gì hả? Thì tôi tới đây để khám bệnh, chứ không lẽ là để mua quần áo. Mà cô bệnh gì? Để tôi biết bệnh kê toa cho cô. Khám thai. Khám thai. Thôi được rồi, cô đưa tay ra để tôi bắt mạch. Ủa, sao mà cô nghĩ cô lại có thai? Thì tất nhiên là không có rồi. Không có. Nhưng điều quan trọng, tôi không có, nhưng ông biến thành có thì mới gọi là hay chứ. Tôi tất nhiên rồi. Thôi được rồi, bây giờ mời cô vào trong ha. Với cái khả năng mà biến người khác từ không có con trở thành có con á, với khả năng đó không ai qua tôi đâu ha. Mời cô vào trong ha, cô yên tâm phải không? Lão già này nghĩ gì kỳ vậy? Nghĩ gì? Làm cho cô có con chứ nghĩ gì? Trời ơi, ý của tôi á, tôi nói là ngày mai ông cho người qua nhà của tôi khám, rồi thông báo với mọi người rằng á là tôi có thai, hiểu chưa? Chứ không phải là cần tới ông. Hiểu rồi. Trời. Nè, đó là số tiền của ông đó. À, thì ra cái tiền này để cho công cho mình nè. Để nói láo đây mà. Anh hai nè, mai mốt á anh uống rượu ít thôi, uống nhiều quá không có tốt cho sức khỏe đâu. Tôi biết rồi. Tới bây giờ mà anh vẫn còn xưng hô khách sáo với em như vậy hả? Tại từ trước giờ xưng hô vậy quen rồi, bây giờ kêu đổi lại thấy hơi ngại. Có gì đâu mà ngại không biết. Thì cái gì cũng từ từ rồi nó thành quen. Tôi biết. Anh biết rồi. Vậy á, nghe phải ấm lòng hơn không? Anh ăn đi.
Dạ, chào thầy hai giỏi, cô Thanh Loan. Chào cậu. À, cậu qua đây có chuyện gì không? Dạ, ông chủ tôi mời cô qua nhà có chút việc ạ. Ờ, tôi sao? Dạ. Để tôi đi thay cổ. Dạ, không được đâu cậu. Ông chủ tôi chỉ mời cô Thanh Loan thôi ạ. Được rồi, cứ để em qua bển, coi thử coi ông cần chuyện gì không? Không sao đâu, lát em về. Đi cậu. Dạ. Gì vậy con? Con ra xem nó bị cái gì. Người ta bị mà ngồi ăn được hay thiệt đó nha. Con ngồi đó đi, có thằng hai rồi. Sao con? Nè, con có bị gì không? Dạ, con cũng không có biết nữa. Mà sao hôm nay con ngửi thấy mùi gì, con cũng thấy tanh hết á. Hả? Thấy tanh hả? Có thiệt không? Nè, con trễ chưa? Dạ, con trễ rồi. Trời ơi ông ơi, nhà mình có phước rồi, sắp có cháu nữa rồi. Trời má mừng quá. Trời ơi, mừng quá con ơi. Vậy cha mừng cho con. Dạ, con cũng không dám chắc nữa. Để con ngày mai con qua thầy thuốc, con xem sao. À, không sao, không sao. Bây giờ vậy nè, con ăn đi. Con ăn đi nha, xong rồi lát nữa hai má con mình đi khám luôn. Má dẫn dạ, con đi khám. Dạ, chặn nè. Đi đứng cho cẩn thận nghe chưa. Đúng rồi. Dạ đi, ăn đi con, xong rồi đi khám. À, con có quen một ông thầy thuốc, chút nữa con dẫn má đi ha. À, có quen hả? Dạ. Thôi gì cũng được, ngồi xuống đi con. Dạ. Ngồi xuống ăn đi. Ăn nhiều nhiều vô nha. Dạ. Nè, ăn thêm miếng này đi con. Dạ, cảm ơn má. Con nhỏ đó nó ăn không được mà bà đưa thịt cho nó rồi. Hai người lận chứ bộ. Cảm ơn anh. Dạ thưa ông, cô Thanh Loan tới rồi ạ. Mời cô vô đi. Dạ. Dạ mời cô ngồi. Dạ chào ông. Mời cô ngồi. Dạ. Dạ cảm ơn ông. Ở ngoài trời nắng gắt, cô Loan đi đến đây, vậy cô có mệt lắm không? Dạ không có sao, cảm ơn ông ạ. Cô uống nước đi. Dạ. Không biết là ông gọi tôi tới đây có chuyện gì không ạ? Cũng không có chuyện gì lớn lao. Cô uống nước đi. Dạ. Thật tình thì tôi chỉ muốn cô chọn giúp tôi một số quà để tôi tặng cho một cô gái. Dạ. Dạ, nếu như mà ông đã tin tưởng như vậy thì tôi sẽ ráng cố gắng. Dạ, chào thầy ạ. Chào bà, chào cô. Dạ, con chào thầy. Ủa thầy, thầy Tư đâu rồi? À, thầy Tư ra ngoài có việc rồi. Thầy có dặn dò lại tôi hết rồi. Cô yên tâm đi. Ha. Dạ, mời bà, mời cô ngồi. Dạ, thưa thầy. Nhờ thầy khám giùm cho con dâu tôi. Nè, vô ngồi đi con. À, mời cô. À, cô bệnh sao vậy hả? Tôi thấy trong người hay buồn nôn, rồi người rất là hay mệt mỏi, với lại cảm thấy khó chịu trong người nữa. À, cô, vô tay. À,
À, quá hay rồi. À, chúc mừng cho bà. Cô đã có thai rồi đó. Có thai hả thầy? Ừ. Trời ơi, như vậy là phúc đức cho nhà tôi rồi. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ thầy ơi, hay là thầy bốc thuốc luôn đi. Ờ, dạ. Bốc thuốc cho cả mẹ lẫn con. Thuốc nào tốt nhất đó nha thầy. À, dạ. Con. Nè con, nhớ nghe không con? Nhớ uống thuốc cho đều đặn nè, thuốc dưỡng thai đó. Với lại á, mình đã có thai rồi, đi đứng cho cẩn thận, phải nhẹ nhàng, từ tốn thôi nha con. À nè, có thai rồi người ta kiêng ngồi ngoài cửa đó. Với lại á, không có choàng khăn trước cổ nữa. Còn nói chung là nhiều thứ lắm. Có gì á, từ từ rồi má sẽ dạy con nghe không? Dạ. Lai. Lai ơi Lai. Dạ. Dạ, má gọi con. Nè, con Tuyến nó có thai rồi đó. Cho nên nó bây giờ phải chăm sóc, lo lắng cho nó cho chu đáo nghe chưa? Dạ. Trời ơi, trời này nóng, tự nhiên khát nước quá. Ờ, nó khát nước kìa, đứng đó làm chi nữa. Dạ. Trời ơi, người gì mà khù khờ quá vậy không biết nữa. Ờ, nhưng má, con thấy làm vậy cô không phải với chị Lài cho lắm. Con đừng có lo gì hết, nhiệm vụ của nó phải như vậy mà. Con lo thân con đi, có thai rồi phải cẩn thận chứ, phải có người chăm sóc cho con chứ. Dạ, con sẽ nghe lời má. Ừ. Uống nước đi con. Dạ, con mời má. Trời, nóng như vậy á chị, phải uống nước mát á thì nó mới đã khác. Chứ uống nước này á, uống tới khi nào nó mới hết khát được. Mang xuống, đổi nước khác. Dạ. Nè, đổi cho tôi luôn đi. Cái mặt thiệt lúc nào cũng buồn 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 vậy á. Số bà Tuyết đúng là hên mà. Hồi đó đã lên mặt rồi, bây giờ có bầu còn lên mặt hơn nữa. Thường á, mấy người ác á, thường hay sống dai dữ lắm. Ừ. Tao giả mày giờ. Tao mày. Mày nói... thì mày nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được. Chết hết. Nhưng mà tao thấy tức cho mợ hai chứ bộ. Cái gì mà tức? Hồi mợ hai mới sinh á, có được nghỉ ngày nào đâu. Còn bà kia hả, mới nghe có thai là mua cả đống thuốc luôn. Mà bắt bà hai phải phục vụ lại nữa chứ. Tao mà là anh hai của bà Tuyết, tao thấy cảnh này, tao lấy trái mướp tao đập ở trong mặt bả. Tức tức hả? Tao đập bây giờ, đập. Đúng rồi đó. Đời mà, nghèo thì lắm chuyện thị phi. Mà hả, người ta nói á, bé Mai á, không phải là con của cậu hai. Cho nên á, bà Biện không có thương. Thiệt không mày? Thì tôi có biết đâu, nghe người ta nói vậy thôi à. Dạ. Dạ chào mợ hai. Dạ mợ hai. Chào mợ. Cô chọn giùm tôi nha. Chứ dạ xin lỗi chứ ông đã mua hết đồ như vậy rồi, ông còn nhờ tôi làm chi nữa. Mua là cái việc của người mua. Cái việc chọn lựa phải người đẹp như cô đây chọn mới đúng chứ. Dạ. Mấy món đồ này thiệt đẹp hết sức. Tôi nghĩ cô gái nào mà lọt vào mắt của ông thì thiệt là có phước. Nói thật với cô á, cô gái ấy cũng ở gần đây lắm chứ không có xa đâu. Dạ. Cô Loan à. Dạ. Nếu mà cô Thanh Loan muốn á, thì tất cả những đồ vật này á là của cô đó Thanh Loan à.
Dạ. Thật tình thì ngay cái lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã mê mẩn tiếng đàn tiếng hát của cô mất rồi. Thật ra trước đây tôi cứ tưởng cô và Hai Giỏi là vợ chồng. Sau khi biết ra hai người chỉ là bạn thì tôi mới dám tiến tới. Dạ. Sao ông biết được chuyện này? Cậu Hai Giỏi say rượu, vô tình cậu tiết lộ cho tôi biết. Thanh Loan à, Thanh Loan, nếu như em đồng ý thì phần đời còn lại của em sẽ được sống trong nhung lụa gấm vóc. Em không cần phải bươn chải cực khổ nữa. Tôi hứa đó Thanh Loan à. Dạ. Dạ. Nhưng thiệt sự là chuyện này tới bất ngờ quá, cho nên tôi... Không sao đâu. Xin lỗi ông, tôi... Không sao mà Thanh Loan, em cứ về suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi sao cũng được. Tôi không có ép em đâu. Trời, hả? Ông đang có làm gì em không? Hả? Em ngồi đi. Em gặp ông ta rồi sao nữa? Cái gì vậy? Quà của ông Hậu tặng cho em. Ông ấy mua tặng cho em tất cả những thứ này hả? Ừ. Được tặng quà em phải vui chứ, tại sao lại buồn như vậy? Ông biết là em chưa có chồng, ông ngỏ lời muốn lấy em làm vợ. Cái... nếu như em lấy được một người giàu có như ông ấy thì cuộc sống của em sẽ sung sướng, chứ không bao giờ phải chịu khổ cực như vậy. Anh thấy đây là cơ hội tốt nhất. Nếu em để dụt mất nó sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Có bầu cũng có sướng gì đâu. Mọi người thì ăn hết món này tới món khác. Đang vậy chán quá. Mấy người đó cứ ăn đi, ăn đi rồi mập như heo luôn. Mở ba ơi, vô đi. Dạ mợ. Bà kêu con nấu món này đem vô cho mợ tẩm bổ. Đem đi đi. Dạ. Ê, đem vô đây coi. Bỏ dưới đi. Dạ. Làm gì mà lâu vậy không biết nữa. Trời ơi,
Nhìn là ngán muốn chết, ăn gì nổi nữa trời. Trời, chật chết. Ngày mai em sẽ đem đồ qua trả cho ông ta. Thiệt tình là em không muốn bị ràng buộc bởi một người mà mình không yêu. Nhưng em chỉ lo là nếu từ chối ông ta thì ông ta sẽ làm khó làm dễ. Rồi lúc đó... Không có việc này thì mình đi tìm việc khác. Anh và em không có chết đối đâu mà sợ. Thực tình anh cũng muốn em được sống trong hạnh phúc. Nhưng nếu em không vui thì em cũng không muốn đâu. Uống đi má. Ủa ăn cơm hả? Sao thấy có bầu sướng không? Dạ sướng mê luôn má. Từ hồi mà con có bầu tới giờ á, con được nhà đó chăm sóc con á như là một công chúa vậy đó. À mà không phải, phải là một bà hoàng. Chính xác hơn là hoàng thái hậu á. Với lại cái điều quan trọng mà con hả dạ hơn á là con được hành hạ con lại được. Nè, phải công nhận á, kế sách của mình thông minh ghê chưa. Bây giờ mình nên thực hiện bước thứ hai là vừa rồi đó. Nhưng con muốn hành hạ con lại thêm một thời gian nữa để cho hả dạ con. Không được, cái gì cũng phải vừa phải mới là khôn ngoan, để càng lâu càng dễ bị lộ, hiểu chưa? Ờ, mày nói cũng phải. Dạ chào thầy. Chào bà. Dạ. Dạ. Chào cô. Chào thầy. À, lần này bà có thai hả? Cái gì? Dạ thưa thầy, em không còn khả năng nữa thầy. Thầy bị điên hả? Chứ ai? Trời ơi, ngày hôm nay hai má con của tôi tới đây á, không phải là ai có thai hết, mà là tôi mời thầy về nhà chồng của tôi thông báo với tất cả mọi người là tôi bị sảy thai. Là sao? Là bao nhiêu tiền cũng được. Thôi được rồi, thôi bà với cô về đi rồi tôi nói thầy tư qua. Dạ. Nhanh nha. Đi con. Cũng là con dâu mà sao có người á làm như người hầu, còn có người á thì sướng như là công chúa. Coi là cách ăn ở của mình đi, đũa móc thì cũng chỉ là đũa móc thôi. Má hay thiệt nha, má đúng là cao tay thiệt, bỏ tiền ra cưới một con người ở về làm suốt đời không có cần trả lương. Vì làm cái gì vậy hả? Sao vậy? Con đau. Con này nữa. Nó sụn con bé luôn á. Sao mày sụn nó té vậy hả? Dạ.
Dạ con không có cố ý đâu. Tại con không cố ý nữa. Tại cái gì? Lúc nào cũng tại hết á. Trời, cái thứ gì mà ác độc chị không biết nữa. Nè, nó mà có chuyện gì là mày biết tay tao nghe chưa? Con, đợt tuyết lên coi. Trời ơi. Đau quá mà. Má biết rồi, đứng lên coi sao coi nè. Tôi chết rồi. Tuyết. Tôi chết rồi. Tuyết. Trời, Tuyết. Người đâu? Người đâu? Bay đâu hết rồi? Dạ. Đưa cô vô mau lên. Phụ cậu. Dạ. Dạ lên. Dạ. Trời đất ơi, mau lên. Dạ. Trời, đưa vô mau lên. Dạ. Cái con này nghe chưa? Mày coi chừng tao đó. Đồ cái thứ ác độc mà. Má ơi. Không biết con có sao. Đau. Má biết rồi, má biết rồi. Con chờ chút xíu đi, thầy thuốc tới nơi rồi kìa. Đi ra coi coi. Dạ coi dạ. Coi thầy thuốc tới dạ, chưa? Dạ thầy Lan tới kìa. À, dạ, chào thầy. Chào bà. Thầy ơi, thầy coi giùm đi thầy. Nè, tất cả mọi người lui ra đi, để cho tôi khám, đi lẹ lên đi. Dạ 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 dạ. Dạ. Má ơi, con đau quá má. Đau. Làm đi. Thầy, mời thầy ngồi. Dạ thưa bà, thầy tới. Sao thầy? Sao rồi thầy? Sao rồi thầy? Bụng mất rồi. Đứa bé trong bụng đã mất rồi. Cái gì? Thầy nói sao? Tình hình của bà ba đó là rất nặng. Tôi nghĩ là không có khả năng để mang thai được nữa. Trời ơi. Trời ơi, tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đó là sự thật. Ở nhà đây sẽ không thể mang thai được nữa. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Cái con quỷ. Con quỷ này nè, tất cả là tại mày đó. Trời ơi, mày thấy nó có thai rồi mày ganh tị với nó, rồi mày tìm cách mày giết nó, mày không hả? Hả? Con quỷ. Không phải như vậy đâu mà. Không phải như vậy nữa. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ hả? Tại sao bây giờ độc ác nó lại đẻ được? Con hiền lành thì lại không đẻ được như vậy hả trời? Trời ơi. Dạ thưa ông, có cô Thanh Loan tới ạ. À. Mau mời cổ vào. Dạ. Dạ chào ông. Dạ. Dạ thưa ông, hôm nay tôi đến đây, tôi xin phép ông cho tôi gửi lại những món đồ này. Thanh Loan, đây là những món quà tôi tặng cho em mà, em đừng có ngại. Dạ thưa ông, tôi rất là cảm ơn ông, nhưng tôi nghĩ là tôi nên gửi lại cho ông. Xin phép ông, tôi về. Dù gì thì cũng đã tới đây rồi. Uống ly nước rồi hãy về. Kẻo thiên hạ lại nói là tôi khó khăn không mời khách được một ly nước. Dạ. Ngồi đi cô. Ngồi đi cô Loan. Dạ. Tôi có một người bạn ở ngoại quốc gửi về một hộp sâm quý. Để tôi vào trong tôi pha nước cho cô uống nghe. Cô ngồi đây chờ tôi một chút xíu. Sâm của ngoại quốc, để cô uống thử coi có ngon không nghe. Cảm ơn ông. Dạ. Dạ thôi, tôi xin phép về nha ông. Con ngon không cô? Uống nữa đi cô. Uống nữa đi cho đỡ khát. Đi cũng mệt rồi, mồ hôi đổ hết trơn rồi. Uống nữa đi. Thank you.
xin phép ông. Okay.